À, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là đưa bản đồ Google Maps trực tiếp vào bản đồ địa chính luôn nha, để chúng ta kiểm tra quy hoạch, gửi thông tin cho khách hàng cho nhanh nha. Rồi tôi vào trực tiếp luôn. Đây hệ thống bản đồ nha, bản đồ nè. Rồi chờ nó load lên nha. Cái này chọn sơ hoạch nha, cái này của tỉnh Tây Ninh thì tôi chọn Tây Ninh thôi nha. Rồi nó mới chuyển lên đây, bắt đầu chính trực tiếp ở đây luôn nha các bạn. Rồi cái bấm đây là nấu vô địa trí nè, cái này nè, kéo xuống nè, cái view nè, kéo qua nè. Giả sử bây giờ ta chỉ cho cái điểm này nè, hoặc là cái thửa đất này lên thôi, ta làm sao không muốn cho hết nha. Rồi ta muốn cho mấy cái điểm này thôi, cái cạnh này thôi, điểm hoặc cạnh này lên, ta nói ta cho cái thử này thôi nè, giờ làm sao? Đó. 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 Cho đúng một cái thử này luôn các bạn thấy không? Rồi giả sử ta muốn cho nhiều hơn nữa thì ta cứ quét thôi này, quét thôi. Rồi tạm ứng chuyển lên đây, thấy không? Ta muốn cho cái thử nào cái ta chọn cái thử đó đây. Đó. Rồi ta bấm chuyển này, bấm new mới chuyển nè. Đó vậy thôi, để gì, để ta chụp hình ta gửi dễ nha bạn. Ví dụ như vậy ta chụp hình ta gửi cho khách hàng dễ nha các bạn, đơn giản vậy thôi nha các bạn. Còn cái này là ta nấu điểm trực tiếp trên MyRotation nha, cái này là chỉ sao. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.